Tốt tí xíu mà nồi tắm. Hồi phục lập đội vậy. Ê, xây bài không? Xây bài có hai con tướng 5 tiền nhưng mà có mất Cao Cường. Rồi niềm đau sẽ chóng quên, khi càng quên càng nhớ thêm. Cứ sao chia tay, ta xa là đến như vậy. Chẳng ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết tương lai sau này. Chào mình, như lời ta đã hết trước đây. Sao tay ta xa là đến như vậy. Vẫn thua à? Bắt Cao Cường. Lội. Yếu mắt Cao Cường.
À, bài này mắc top 1 là ngáo lắm luôn. It's okay. Ta xa là đi. À. Yếu dữ vậy. Thần thổi gặp người ta với trời. Sao mà dở dữ vậy trời, má nó bi mạnh quá. Bóng mà heroes.
them right. Vãi. Ngon lành luôn chứ nhờ. Rồi niềm đau sẽ chóng quên, hay càng quên càng nhớ thêm. Có sau khi chia tay ta xa lạ đến vậy. Đúng là nhau là tương lai. Cho thầy một deadline à? Cày thế. Cái này mà cũng bị deadline nữa, bãi đái. Cái này cũng bị deadline nữa là sao? Dở deadline không nhận, tính hay cũng deadline ta nè. Quỷ yêu. Rồi niềm đau sẽ chóng quên, thì càng chơi càng nhớ thêm. Với sau khi chia tay ta xa lại đến người, chẳng ai biết sau này, chẳng ai biết tương lai sau này. Con nguyện như lời ta đã xưa.